trường đại học mà gọi là đại diện cho bang Hessen về cái đặc trưng tự chủ, mà họ được giao quyền tự chủ ở cái mức độ cao nhất có thể. Và từ khi mà họ được cái quyền tự chủ cao nhất có thể đó, nó đã đưa cho trường đại học Darmstadt lên một cái bậc, một cái nấc thang phát triển cao hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều. Mà lúc đầu hồi nãy các anh chị có thể thấy là thầy Ander cũng có nói là cái xuất thân của trường đại học Darmstadt nó là cái technical Hochschule, tức là nó giống như là cái trường khoa học ứng dụng thôi. Bây giờ nó là một trong những cái chính cái trường kỹ thuật hàng đầu của nước Đức và nhiều lĩnh vực là nó có uy tín hàng đầu trên thế giới. Và ở đây khi mà chúng ta nói về cái mục tiêu chiến lược, chúng ta nói về cái vấn đề, cái phương pháp, cái sứ mệnh, thì cái cách tiếp cận đối với trường đại học nước Đức, tức là đấy, chúng ta làm sao để mà mang cái hệ thống của đại học Đức ấy vào đại học Việt Đức, thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp tiếp cận, mà chúng ta không thể tiếp cận đơn lẻ, mà chúng ta phải tiếp cận một cách tổng thể và rất cơ bản. Cái thứ nhất là gì? Cái hoạt động hàng năm, có nghĩa là hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại trường Việt Đức ấy, là phải được hình thành trên cái nền tảng, trên cái thế mạnh và cái chuẩn mực của cái hệ thống đại học Đức. Đó. Mà để chúng ta làm được cái chuyện đó thì nó bao gồm cả những cái yếu tố, những cái điều kiện nó có liên quan. Thì trong cái phần chương trình đào tạo tôi sẽ nói vấn đề đó. Cái thứ hai là để mà chúng ta đạt được cái sứ mệnh, thì cái cách tiếp cận thứ hai là chúng ta cũng phải xây dựng đó, cái khái niệm về mặt tổ chức của cái tổ, của cái trường đại học Việt Đức mà hôm qua chúng ta nói về cái governance đó, nó tương thích với các cái đối tác Đức. Đúng không? Nên ở đây chúng ta không phải là mang chương trình từ A chuyển sang B, mà chúng ta mang cả một hệ thống. Đó. Cái cách tiếp theo đó là một trong những cái điểm mà có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, tức là về khía cạnh các cái quy định và các cái đặc trưng về quản trị. Đó. Nó phải đảm bảo rằng nó tương thích với cái đối tác đại học Đức mà chúng ta đang hợp tác với, và đồng thời có một cái số điều chỉnh cơ bản để cho nó phù hợp với cái điều kiện Việt Nam. Đó. Nhưng mà qua một số năm thì tôi có một nhận thức thế này. Lúc đầu đó, để cho chúng ta nhẹ nhàng và đơn giản đó, thì chúng ta rất thích customize. Đúng không? Đó. Tức là gọt chân cho vừa giày hay gọt giày cho vừa chân gì đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái việc customize nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều hậu quả khi chúng ta phát triển ở một scale lớn hơn. Nên đừng vì cái thuận lợi trong trước mắt, trong cái quá trình hợp tác quốc tế về mặt giáo dục, bởi vì nó có những điểm khác biệt về lịch sử phát triển, về văn hóa hàng lâm, cái cấu trúc quản trị và hệ thống luật pháp nữa. Đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải tìm đến cái điểm chung, và chúng ta cần học hỏi những cái điểm mà tiến bộ để mà chúng ta phát triển, và chúng ta phải chấp nhận là chúng ta kéo chúng ta lên, chứ chúng ta đừng kéo cái họ xuống cùng với chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại, không có giải quyết được cái câu chuyện hợp tác, chúng ta không mang được lại gì cả. Đó là cái bài học mà phải nói là phải từng ngày cái nhận thức nó mới tạo ra cho chúng ta thấy cái điều đó. Và cái điểm cuối cùng nữa đó là trường đại học Việt Đức là tiếp cận trên cái cách là nó giống như cái hình thức là hợp tác, vận hành, đúng không, rồi chuyển giao. Có nghĩa là trong một cái giai đoạn ngắn hạn nào đó thì cái vai trò của các cái chương trình đào tạo, cái đội ngũ giáo sư bằng cấp, các hoạt động nghiên cứu là do các trường đại học đối tác Đức họ operate ở trường đại học Việt Đức, nói ở một cái khía cạnh nào đó. Nhưng mà chúng ta cần phải chuyển sang tới cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn độc lập, tức là chúng ta phải quản trị, chúng ta phải phát triển được các cái hoạt động đó, để hướng đến chúng ta tạo ra một cái trường đại học hoạt động chỉnh thể và độc lập. Tuy nhiên cần phải tiếp tục duy trì cái mối quan hệ với các cái đối tác đại học Đức mà chúng ta đã hợp tác ngay từ ban đầu, đúng không?
Nên là đây nói một cái từ BOT thì nhiều khi là ta nghe nó hơi dị ứng trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng mà đây là một trong những cái mô hình hợp tác. Có thể chúng ta sử dụng thêm một cái từ C ở trước nữa là Corporation Build Operation Transfer. Đó là cái concept nó như thế. Đúng không? Concept như thế. Nên chúng ta tiếp cận có tính hệ thống. Có tính hệ thống. Về cái tiếp theo nữa, để chúng ta đảm bảo được tất cả những cái mà chúng ta mong đợi và cái sứ mệnh và cái mục tiêu chiến lược của chúng ta đó, thì chúng ta cần tuân thủ cái nguyên tắc hàn lâm của các trường đại học Đức. Mà hồi nãy các anh chị có thể thấy trong cái bài phát biểu, cái bài trình bày của giáo sư Ander, ông nói đến một cái việc là nghiên cứu nó được thể hiện vào ngay chính trong chương trình đào tạo. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất, đó là thống nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu. Đây là cái nguyên tắc Common và phát triển một cách mạnh mẽ ở Đức từ thế kỷ 18. Và hiện nay nhiều cái đại học xuất sắc trên thế giới đều tiếp cận theo cái phương pháp này cả. Nhưng đôi khi họ không nhớ là cái nguyên tắc Common là gì. Tôi đọc một số tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, họ có nói thế. Thì cái trong này nó có gồm 6 cái concept và cái ý tưởng trong đó, đúng không? Nó bao gồm cả research, bao gồm cả khoa học, bao gồm cả cái việc là chuyển giao tri thức đó, rồi bao gồm cả vấn đề giáo dục trong đại học như thế nào, về cái việc bài giảng và đối thoại giữa thầy giáo và học sinh, cái việc cái thống nhất giữa cái nghiên cứu và giảng dạy như thế nào đó. Và chính cái điều này nó phải được thể hiện và lồng ghép ngay chính trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học. Nó thể hiện qua cái chương trình đào tạo, cái nội dung đào tạo, cái phương pháp đào tạo và ngay cả môi trường đào tạo. Đó. Tức là nó là một complex, nó không phải là một yếu tố riêng biệt và cá tính cá thể. Và đi gắn liền với cái sự thống nhất giữa giảng dạy và nghiên cứu đó, thì nó có phải cần có một cái rất quan trọng phía sau là academic freedom. Đó. Academic freedom. Tức là mọi người được quyền tự do sáng tạo ở mức cao nhất. Bởi vì nguyên tắc của Hamon đó là tri thức hiện tại không có nghĩa là những gì chúng ta đã phát hiện hết, và nó không có giới hạn của sự phát hiện đó. Nên đó là một cái cách thay đổi về cái cách tiếp cận. Ngay cả trước thế kỷ 18 ở châu Âu thì cái việc tức là giảng dạy và nghiên cứu giữa thầy với trò nó cũng giống như cái gì mà chúng ta đang nói hiện nay ở Việt Nam đó. Nhưng mà cái trường phái gọi là Neo-Humanism ấy, thì bắt đầu họ phải chuyển tải một cái, họ chuyển sang một giai đoạn mới là họ nhận thấy cái giới hạn của cái phương pháp giảng dạy đó. Cái tiếp theo thì một số cái điểm rất quan trọng, tức là về cái cách nghĩ và cái tư tưởng, đó là ngay cả thầy giáo và học trò. Và cái cuối cùng là trong cái nguyên tắc hàng lâm quan trọng là chúng ta đào tạo con người phải có trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Một cái điểm nữa là đối với trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam mà sử dụng tiếng Anh là official. Official. Ngoại trừ một số cái trường quốc tế của nước ngoài đóng ở Việt Nam thôi. Đó, còn trường Đại học Việt Đức là trường đầu tiên mà sử dụng tiếng Anh là official. Tất cả mọi hoạt động của nhà trường là official, trừ khi nói chuyện nhỏ, chuyện to. Và ngoài ra ở trường Đại học Việt Đức thì sinh viên được học một ngôn ngữ thứ hai, đó là tiếng Đức. Đó là tiếng Đức. Đó. Đây cũng là một cái đặc điểm rất là đặc biệt so với các cái đại học khác. Về cái kế hoạch phát triển đào tạo của trường Đại học Đức thì tôi đi vào cái tổng thể, nó cái master plan nhiều hơn, tức là trong cái chiến lược phát triển thì từ nay đến 2025 thì tập trung vào 6 cái khối ngành đào tạo. Và 6 cái khối ngành đào tạo này nó cũng liên với cái hoạt động nghiên cứu trong trường, tức là về kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng, không, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường và chế và quy trình, khoa học máy tính, kinh tế và quản lý công nghiệp. Và cái kế hoạch của nhà trường thì đến năm 2022 đó thì cần có 23 chương trình, sẽ phát triển 23 chương trình đào tạo, trong đó là 8 chương trình đại học, 15 chương trình cao học. Và tất cả các chương trình này đều hợp tác với các trường Đại học Đức đó. Và bao gồm thì sinh viên khi tốt nghiệp thì nhận bằng của Đại học Đức và trường Đại học Việt Đức. Ở đây tôi muốn giải thích thêm với các anh chị một cái điểm lý do tại sao là trong 23 chương trình đào tạo 8 chương trình bậc đại học mà đến 15 chương trình bậc cao học. Đây là một trong những
cái nguyên tắc rất quan trọng của một đại học định hướng nghiên cứu. Định hướng nghiên cứu. Tức là chúng ta đào tạo quy mô ở bậc, chúng ta đào tạo cái số ngành ở bậc đại học đó, thì thường chúng ta đào tạo rộng. Và bắt đầu chúng ta sẽ đi sâu hơn lên cái bậc cao học, để học trò cao học sau đó sẽ tiếp tục làm nên nghiên cứu sinh. Đó, bởi vì trong trường đại học nói về nghiên cứu là phải có nghiên cứu sinh. Giáo sư nghiên cứu ít lắm, đúng không? Chủ yếu là tìm phanh này, và ý tưởng thôi. Chứ còn nữa, cái ông mà cày ngày cày đêm để tạo ra sản phẩm đó là ông nghiên cứu sinh. Đó. Nên trong cái bài thầy Ander ông có nói vấn đề đó. Và định hướng dự kiến rồi đến năm 2030 đó, thì có khoảng 28 chương trình đào tạo. Cái này thì sẽ tiếp tục thảo luận trong những cái giai đoạn mới. Về cái cách phát triển các cái chương trình đào tạo của trường đại học Việt Đức ấy, thì nó đi qua ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là cái giai đoạn mà xây dựng cái kế hoạch tổng thể và toàn bộ chương trình đào tạo và khối ngành đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo, nhóm ngành đào tạo. Đó. Và cái bước này thì thường là làm song song với quá trình phát triển xây dựng cái master plan đó, và thông qua cái phê duyệt của hội đồng trường. Trên cái cơ sở đó thì hàng năm nhà trường cân nhắc cái điều kiện để mà mở ngành nào và ở bậc nào. Thì thường mỗi năm mở từ 2 đến 3 chương trình đào tạo, và đôi khi có năm không mở được chương trình đào tạo nào. Đó, chương trình đào tạo nào. Thì ở đây là cái quá trình mà mở một cái chương trình đào tạo mới, nó đi qua khoảng 8 cái bước quan trọng. Và trong này có một số cái bước rất quan trọng, đó là chúng ta cần phải xác định được cái bản đồ các cái ngành học mà chúng ta muốn mở. Đó. Kể cả ở Đức và kể cả ở Việt Nam. Và chúng ta phải xác định được cái nhu cầu lao động và cái tiềm năng của một cái ngành học đó trong hôm nay và cho ngày mai lâu hơn nữa. Bởi vì chúng ta đào tạo hôm nay đó, thì học trò 4 năm sau nó mới ra trường. Đó. Và 4 năm sau ra trường thì một cái ngành học nó phải kéo dài rất nhiều về sau đó. Đó. Chứ không phải là chúng ta mở những cái ngành mà hôm nay nghe hot thì chúng ta mở. Đó. Không có cách tiếp cận đó thì nó sẽ rất là nhanh lỗi thời. Và cái quan trọng tức là chúng ta phải phát triển được cái nội dung chương trình đào tạo. Đó. Và cái chuẩn đầu ra của một cái chương trình đào tạo. Thường một cái chương trình đào tạo ở trường đại học Việt Đức thì do một đối tác đại học Đức là đứng ra chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm chính có nghĩa là họ sẽ điều phối toàn bộ cái quá trình đào tạo trong giai đoạn đầu, mà theo lý thuyết ấy, là 6 năm. Đó, 6 năm. Và đồng thời họ có thể mời các trường đại học khác để tham gia một số cái môn giảng dạy. Đó. Nên đến cái bài toán về mặt tổ chức, về tài chính và vấn đề nhân sự, đó là một cái bài toán mà thường chúng tôi để mở một chương trình chúng tôi phải thảo luận mất 2 năm trời. Có những cái phải 3 năm. Đó. Không có đơn giản là chỉ cần là viết một cái đề án là 6 tháng sau hoặc 3 tháng sau có chương trình này, không làm được. Ở trong cái giai đoạn đầu này đó, thì thường tất cả các chương trình đào tạo của Đức mà khi bắt đầu triển khai đào tạo Đại học Việt Đức là đều đã được kiểm định. Đó. Tuy nhiên, có một số chương trình đào tạo khi mà chúng tôi thương thảo với các đối tác Đức ấy, thì lúc đó ngay cả bên Đức cũng chưa có cái chương trình đó. Đó. Nhưng mà họ thấy cái chương trình đó nó có tiềm năng. Đó, thì họ thống nhất, họ cùng với Đại học Việt Đức thì xây dựng. Và chỉ đào tạo ở trường Đại học Việt Đức. Ví dụ chúng tôi có cái chương trình là phát triển đô thị bền vững. Thật ra cái chương trình này với Đại học Darmstadt, nhưng mà ban đầu Đại học Darmstadt không có cái chương trình này. Mà họ phát triển cái chương trình này là chỉ cho trường Đại học Việt Đức thôi. Đó, và hiện nay họ mang cái chương trình mà triển khai trường Đại học Việt Đức ngược lại ở Darmstadt họ triển khai đào tạo. Và chúng tôi đang tạo ra một cái hợp tác mới gọi là Joint Degree. Đó. Nên không có nghĩa là trường Đại học Việt Đức chỉ là đi nhập khẩu, mà đôi khi chúng tôi cũng hợp tác với các bạn để xây dựng những chương trình đào tạo mà nó có nhu cầu cao ở Việt Nam. Đó. Nhu cầu ở đây có nhiều phương diện,
nhu cầu về lao động, nhu cầu về nghiên cứu, nhu cầu về phát triển, vân vân. Đó. Còn trong trường hợp những cái chương trình mà nó bị modify nhiều để phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam đó, hoặc là những chương trình để mà tập trung cho trường đại học Đức thì phải kiểm định. Đây là một trong những cái yêu cầu bắt buộc khi mà triển khai một chương trình đào tạo trường đại học Đức. Đó. Chứ không phải là triển khai xong rồi mới kiểm định. Tuy nhiên, để mà ở đây là một trong những cái điểm mà rất là khắt khe về chất lượng đối với các đại học Đức. Để một trường đại học Đức cấp bằng ngoài lãnh thổ Đức, thì cái cơ sở tiếp nhận đào tạo phải đảm bảo những điều kiện để đảm bảo chất lượng. Cái thứ nhất, mà cái này là một trong những cái rất khó, đó là phải tuân thủ nghiêm ngặt cái quy chế đào tạo và thi cử của trường đại học đối tác. Ví dụ như sinh viên học ở Đại học Việt Đức hay học ở Đức, nếu thi một môn học 3 lần rớt là có nghĩa em phải xách gói em đi chỗ khác, đi tìm ngành khác, không thể tiếp tục được. Đó là nguyên tắc rất nghiêm ngặt mà phải tuân thủ. Nếu mà không tuân thủ cái exam regulation này thì họ sẽ không cấp bằng ở đây. Đó. Để đó chúng ta thấy về cái điều kiện để đảm bảo chất lượng và để cấp bằng nó vô cùng khắt khe. Cái thứ hai đó, đối với các chương trình đào tạo ở trường Đại học Việt Đức thì cái đội ngũ giáo sư rất là quan trọng. Bởi vì trong quá trình kiểm định chương trình thì ông thầy nào dạy môn nào là nó gắn liền với chương trình đó. Đó. Nên là trong cái nguyên tắc ban đầu là khi mà mở ngành trong vòng mới mở đó thì 80% là giáo sư Đức chịu trách nhiệm về giảng dạy và 20% là cái đội ngũ của Việt Nam. Và trong 6 năm thì sẽ sang một tỷ lệ mới là 20 Đức và 80 Việt Nam. Đó, 80 Việt Nam. Tuy nhiên với cái kinh nghiệm ở Đại học Việt Đức thì phần lớn những chương trình đến nay đã được chuyển giao sang trường Đại học Việt Đức thành công ấy, là phải mất từ 8 tới 10 năm. Còn 6 năm đó là cái thời gian có tính lý thuyết. Lý thuyết. Ở đây nó không phải chỉ đơn thuần là chuyển 80-20 sang 20-80, mà ở phía sau đó là nó gắn liền với cái yêu cầu về tiêu chuẩn của đội ngũ giảng viên được tuyển. Phải tuyển theo quy trình và yêu cầu chất lượng của cái quy trình tuyển dụng giáo sư của các đại học Đức. Có nghĩa là phải đảm bảo chất lượng tương đương. Và ở đây nó còn một vấn đề quan trọng nữa, đó là phương pháp và cách giảng dạy. Đó, tức là nó phải gắn liền với cái việc đó. Đó, chứ không thể là ông nào mời vô rồi cứ cho đủ tỷ lệ thôi, không phải. Đó. Nên tại sao cái thời gian mà nó kéo dài hơn cái thời gian lý thuyết là 6 năm là chính vì cái tiêu chuẩn và cái nguyên tắc nghiêm ngặt trong cái quá trình mà tuyển dụng đội ngũ giảng dạy để đảm bảo chất lượng. Tiếp theo là cái cơ sở hạ tầng dạy và học và nguồn tài nguyên dạy và học. Đây cũng là một trong những yêu cầu rất quan trọng. Trong những năm đầu tiên của trường Đại học Việt Đức, sinh viên phải sang Đức học ít nhất là 6 tháng hoặc 1 năm. Bởi vì ở trường Đại học Việt Đức lúc đó chưa có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đức. Chính bản thân tôi đưa các giáo sư Đức đi thăm một số phòng thí nghiệm của các trường đại học Bách Khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ông về sau ông bảo no, phải đưa đi sang Đức học nếu mà cái lớp này muốn được cấp bằng. Nên chính vì thế từ cái dự án Ngân hàng Thế giới chúng tôi đầu tư vào cái phòng thí nghiệm với cái tiêu chuẩn rất là cao. Rất là cao. Tôi thì không nói là tiêu chuẩn Đức thì nói nó mênh mông lắm. Tiêu chuẩn rất là cao để đảm bảo được cái điều kiện về cơ sở hạ tầng. Đúng không? Cơ sở hạ tầng. Vì thật ra 30 triệu đô la đầu tư phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Nam, của Đại học Việt Đức nghe là to so với Việt Nam, nhưng mà nó không bằng một bộ môn của giáo sư bên Đức. Đúng không? Nên mình không nó này nó không incomparable. Nhưng mà so với chúng ta đó là cơ sở hạ tầng đảm bảo để giảng dạy một chương trình Đức. Cái thứ hai đó là thư viện. Đúng không? Mặc dù cái thư viện của trường Đại học Việt Đức hiện nay là chưa to, sắp tới sẽ rất to. Nhưng mà cái nguồn tài nguyên đó là rất tốt. Và hiện nay chúng tôi đang hợp tác với một số thư viện để làm cái interlink. Đó. Để học sinh
thầy giáo có thể tiếp cận được các cái thư viện của các cái đối tác trên thế giới. Đó là rất cần. Đó là rất cần. Vì đối với hoạt động học tập và nghiên cứu, theo tôi thư viện đó là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng cho một đại học. Đại học. Cái tiếp theo, đặc biệt đối với các ngành học mà liên quan tới kỹ thuật, internship, phải đảm bảo điều kiện về internship cho sinh viên. Cho sinh viên. Đó. Và song song với cái vấn đề những cái điều kiện trên, tức là cái hệ thống về đảm bảo chất lượng nội bộ. Ở đây cũng là một yếu tố rất quan trọng để mà triển khai một chương trình Đức ở trường Đại học Việt Đức. Đúng không? Ở đây là cái giai đoạn đầu vận hành một cái chương trình của Đức ở tại trường Đại học Việt Đức. Đến cái phần giai đoạn này là giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn chuyển đổi. Giai đoạn chuyển đổi. Thì hồi nãy là cô Nadine cô đã vừa báo cáo liên quan tới cái vấn đề là kiểm định chương trình, đúng không? Với kinh nghiệm trường Đại học Việt Đức thì cái thời gian của một chương trình từ khi mà hợp tác mở cho đến khi chuyển giao thuộc quyền sở hữu của trường Đại học Việt Đức thì nó mất từ 6 tới 10 năm, và phần lớn hiện nay là 8 đến 10 năm. 8 10 năm. Và song song với quá trình đó là cần phải xây dựng cái năng lực dạy và học tại trường Đại học Việt Đức. Cái đó rất quan trọng. Đó, rất quan trọng. Muốn có một chương trình và tiếp tục duy trì chất lượng. Cái program review thì nó bao gồm những cái bước trên thì tôi không lặp lại nữa. Nhưng mà một trong những cái vấn đề rất quan trọng đó là cái việc mà tiếp tục duy trì cái mối quan hệ với các đại học đối tác. Thì hiện nay theo một cái nguyên tắc là sau khi chương trình đã chuyển giao cho trường Đại học Việt Đức rồi đó thì vẫn còn 20% giáo sư Đức tham gia giảng dạy và đảm bảo chất lượng. Cái này xét về mặt chất lượng đó, về phương diện chất lượng thì rất là quan trọng, nhưng mà xét về phương diện tài chính là một câu hỏi rất lớn. Bởi vì là chúng ta phải chi trả, tức là sau cái giai đoạn ban đầu đến cái giai đoạn mà chuyển giao thì trường Đại học Việt Đức phải chịu trách nhiệm về tài chính. Lúc đó thì phía Đức họ không tài trợ tiếp cho phần 20% nữa, và chúng ta phải chi trả theo tiêu chuẩn mà bên Đức họ chi trả cho đội ngũ giáo sư qua đây dạy theo, đúng không? Và cái sự kết nối và hợp tác với Đức và cái mô hình bằng cấp thì thật ra cái sang cái giai đoạn này khi mà chương trình đã chuyển giao cho trường Đại học Việt Đức và kiểm định trở lại rồi đó thì bằng cấp có thể là duy trì hình thức là double degree, là sinh viên có thể nếu sang Đức học thì sẽ nhận thêm một cái bằng Đức, tức là sang một học kỳ. Còn nếu không học ở trường Đại học Việt Đức không thì sẽ nhận bằng ở trường Đại học Việt Đức, không? Nhưng mà ở đây có một cái điểm chúng ta cũng cần lưu ý là dù học một học kỳ ở Đức hay học toàn bộ thời gian ở Đức thì chất lượng phải tương đương nhau. Đó là nguyên tắc. Đó. Là nguyên tắc. Bởi vì nếu chất lượng không tương đương nhau thì không có khái niệm double degree. Nên đó là một trong những cái yếu tố rất quan trọng mà nó giúp cho trường, dù chương trình đang vận hành bởi Đại học Đức hay vận hành bởi Đại học Việt Đức, vẫn đảm bảo ở yêu cầu chất lượng như thế. Đúng không? Chất lượng như thế. Nên hồi nãy lúc ban đầu tôi mới nói với các anh chị là chúng ta đừng có dễ dãi với cái việc customize cho nó dễ, nó thuận cho chúng ta từ ban đầu. Nhưng mà về sau chúng ta sẽ đạt quá khăn. Đó. Nên chúng ta hãy duy trì với những tiêu chuẩn và chuẩn mực cao nếu chúng ta muốn có những cái chương trình chất lượng tốt. Qua đây đó, cái cuối cùng của một cái chương trình mà được quốc tế công nhận đó, chúng ta phải nhìn vào cái kết quả và sản phẩm của nó. Sản phẩm của nó. Qua cái khảo sát sinh viên ra trường thì có hai cái nhóm mà chúng tôi đã làm cái khảo sát. Là cái nhóm thứ nhất, đó là cái nhóm sinh viên tốt nghiệp bậc thạc sĩ. Khoảng 86% thì họ ra đi làm ngay. Đúng không? 4% thì học lên ngay tiến sĩ. Đó. 5% thì họ vừa đi làm vừa học tiến sĩ. Và 5% còn lại là hoặc là chưa đi làm hoặc là đang chờ cái admission để làm nghiên cứu sinh. Đó, nghiên cứu sinh. Đó. Đối với sinh viên bậc đại học, cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt của trường Đại học Việt Đức. 42% các em tiếp tục theo học thạc sĩ. Hoặc là ở trường Đại học Việt Đức, hoặc là các em sang Đức.
chỉ một số ít là đi các nước khác thôi. 40% là đi làm, và một số bạn thì 1% thì tiếp tục học lên tiến sĩ. Đó, trong đó đồng thời 13% thì vừa học thạc sĩ vừa đi làm, và một số khoảng 4% thì hoặc là chưa đi làm. Thật ra cái sử dụng mà cái anh employee này tôi thấy nó không hợp lý trong hoàn cảnh này. Khi mà hỏi nó chưa đi làm thì mình phải hỏi sâu nữa là tại sao chưa đi làm. Chưa đi làm, nếu đi làm mà không ai nhận đấy thì mới là anh employee. Nhưng mà có nhiều offer mà tôi chưa thấy, tôi interest với cái offer đó nên tôi chưa đi làm, nó không phải là anh employee. Nên là thật ra cái giai đoạn đầu trường cũng là cái trường mà đi tiên phong trong cái việc mà đi khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đó. Nhưng mà hiện nay một số cái quy định của bộ nó cũng làm rất là rối. Nên là khi chúng tôi làm việc với Ngân hàng Thế giới đó, đó thì để mà giải quyết cái câu chuyện là số lượng sinh viên, cái tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm bao nhiêu đó, đó là câu chuyện rất khó. Nếu mà tôi bảo sinh viên tôi ra trường có 40% đi làm thôi, vậy thì còn lại nó thất nghiệp à? Vì anh không khao cái phần nó đi học lên. Mà đối với một cái đại học mà định hướng nghiên cứu thì thường sinh viên sau đại học, sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân là họ sẽ tiếp tục học lên cao, vì cái hướng của họ là hướng hàn lâm rất nhiều. Đó là một cái đặc trưng. Mà cái này thì chúng tôi cũng từng bước để mà đi tìm kiếm để một cái cách phân loại thống kê nào cho nó hợp lý về cái vấn đề khảo sát, để mà nó thể hiện đúng cái bản chất của cái vấn đề. Và sau đây là một cái số thông tin mà có thể các anh chị cũng có thể hình dung được. Cái tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đi làm việc ở nước ngoài, đúng không? Nên chúng ta nói cái việc là chúng ta đào tạo để sinh viên chúng ta trở thành công dân toàn cầu. Đây là cái con số mà nó minh chứng, cái indicator nó minh chứng cho vấn đề trở thành công dân toàn cầu như thế nào. Đó. Thì 16% sinh viên tốt nghiệp Đại học Đức sau khi ra trường đi làm việc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và ở bậc cao học thì khoảng 9%. Đúng không? Về thống kê nơi họ làm việc thì có 65 là làm cho các cái tập đoàn xuyên quốc gia, đa quốc gia, và 10% thì làm việc cho các cái cơ quan chính phủ và các trường đại học, cơ quan chính phủ và trường học. Qua hai cái slide cuối đó, thì nó cho chúng ta thấy cái gì? Đó là cái chất lượng đào tạo, chứ không phải là chúng ta cứ nói là chương trình phải được kiểm định quốc tế, phải được quốc tế công nhận. Nhưng mà cái outcome của nó là cái gì? Đó là chính là việc làm, chính là cái khả năng phát triển nghề nghiệp của các em và năng lực làm việc ở đâu. Tuy nhiên cái kết quả nó xa hơn, nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở những cái bạn sinh viên tốt nghiệp. Mà cái này thì tôi tổng kết cái tính cá nhân. Khi mà sinh viên chúng ta nó được học với các giáo sư Đức, đó là một trong những cái cách chuyển giao tri thức công nghệ nhanh nhất và tốt nhất. Nó giống như là face to face transfer. Mà chính đó là một trong những cái rất cần cho chúng ta. Chúng ta cần đào tạo mấy cái. Đó, công nghệ, thiết bị chúng ta mua có thể rất nhanh, có tiền chúng ta mua được ngay. Nhưng mà đào tạo con người chúng ta cần có thời gian. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào đầu tư vào công nghệ, vào thiết bị mà chúng ta quên đầu tư vào con người đó, thì chúng ta sẽ không thành công được. Nên tôi nghĩ nếu chúng ta có nguồn lực thì chúng ta bắt đầu phải đầu tư vào con người trước. Và đôi khi có con người chúng ta sẽ có công nghệ. Còn không, chúng ta sẽ phụ thuộc toàn bộ công nghệ, và phần lớn công nghệ nguồn là chúng ta phải phụ thuộc từ nước ngoài. Cái vấn đề thứ hai đó là nó nâng cao cái năng lực giảng dạy và học tập. Nó giúp cho sinh viên chúng ta được tiếp cận trực tiếp với cái đội ngũ giáo sư có kinh nghiệm. Và đồng thời cái đội ngũ thầy giáo ở trường Đại học Việt Đức cũng tiếp cận với các giáo sư, nó tạo ra một cái môi trường và cái văn hóa hàn lâm nó cởi mở hơn. Cái thứ ba là nó giúp cho chúng ta nhận thức được cái tầm quan trọng của chất lượng và cái văn hóa chất lượng. Khi mà chúng ta nói về chất lượng, nói về quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng mà chúng ta không có một nhận thức đúng về nó và không có một cái văn hóa về nó thì đôi khi nó cũng chỉ tồn tại trên giấy thôi. Nên cái đây là nó thông qua là đây everyday practice, nó giúp cho chúng ta nâng cao được
cái nhận thức và cái văn hóa ở cái góc độ này. Cái tiếp theo đó, một trong những vấn đề của trường đại học chúng ta đó là vấn đề hành chính. Phải hướng hệ thống hành chính đến là service oriented orientation, chứ không phải hành chính là cơ quan quyền lực. Đúng không? Nếu chúng ta muốn nâng cao chất lượng và quốc tế hóa cái hệ thống đại học. Cái cuối cùng tôi có thể kết luận qua cái cách tiếp cận của cái dự án xây dựng trường đại học Phước Đức. Nó là long way to build, nhưng mà faster way to have international recognized study program and degrees. Các anh chị đã thấy, để xây dựng một cái chương trình chúng tôi phải mất, và chuyển giao chúng tôi phải mất 8 đến 10 năm. Nhưng mà cái độ bền vững và cái kết quả của nó rất là quan trọng. Đúng không? Nên có thể thời gian nó kéo dài, nhưng mà đó là cái cách nhanh nhất mà chúng ta có thể làm được. Và cuối cùng cảm ơn các anh chị. Mấy hôm nay thì chiếu bên ngoài, thì hôm nay thì tôi chiếu bên trong cái công trình mới. Đây là các cái phòng học, lecture hall. Đó. Xin chân thành cảm ơn. Cái bài báo cáo tôi đến đây là hết. Thật ra chúng ta trễ so với cái kế hoạch chúng ta ban đầu. Tuy nhiên đó thì tôi cũng muốn open cho cái phần mà question and answer trước khi chúng ta kết thúc cái hội thảo của chúng ta. Trong đó thì nó có 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là cái vấn đề về quản lý chất lượng và kiểm định. Cái nội dung thứ hai là vấn đề nghiên cứu, quỹ nghiên cứu và cái chiến lược và cái cách tiếp cận về nghiên cứu ở các đại học Đức và đại học Darmstadt là một đại diện. Và cái thứ ba là các cái concept và các cái nguyên tắc để mà phát triển, xây dựng và phát triển trường đại học Phước Đức nó như thế nào. Chắc là chúng ta cũng không cần phải ngồi cái Nadine, so Frank still there, right? He's still there. Okay, good. Nên là chắc là các anh chị có cái câu hỏi nào hay có cái quan tâm nào thì có thể là okay, please. Cảm ơn thầy. Kính thưa, chào các thầy cô, tôi tên là Đăng, đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam National University of Agriculture. Thế thì tôi có một cái quan tâm, cái câu hỏi liên quan đến cái câu chuyện về tín chỉ và cái trao đổi tín chỉ. Thế thì hiện nay thì các trường đại học ở Đức đã áp dụng theo cái mô hình của ECTS, tín chỉ của châu Âu. Và Việt Nam của chúng ta thì đang áp dụng một cái tín chỉ là 15 tiết học ở trên lớp và gấp đôi số đó, 30 tiết là tại nhà hoặc tự học hoặc là hình thức khác. Thế thì tôi lại biết là trong cái bài trình bày ban đầu ấy, thì coi vậy các chuyên gia có nêu ra cái vấn đề đó là làm thế nào đó để coi vậy là hội nhập và tương đương tích hợp để tăng cái khả năng trao đổi tín chỉ giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường đại học của nước ngoài, đặc biệt là châu Âu. Và bản thân coi vậy là học viện chúng tôi cũng đang rất là chật vật, xoay sở để làm thế nào để cho coi vậy là nó dễ coi vậy là tương thích với nhau để châu Âu chấp nhận cái tín chỉ của Việt Nam. Thế thì với Đại học Việt Đức thì tôi cũng biết rằng là hiện nay thì chúng ta cũng không áp dụng hoàn toàn theo ECTS. Mà buổi tối hôm qua thì tôi được biết là chúng ta đang áp dụng tín chỉ ở trong này gọi là CP, và tôi cũng chưa biết CP nó là cái gì. Thế thì cũng không phải là tín chỉ của Việt Nam và cũng không phải là tín chỉ của ECTS. Vậy thì VGU là có khuyến nghị thế nào đối với cái mô hình tín chỉ và cách tính tín chỉ của Việt Nam để làm sao đảm bảo cái tính hội nhập? Đấy là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, tôi xin có một câu hỏi thẳng luôn là chúng ta thì mải mê trao đổi tín chỉ với nước ngoài. Vậy thì đối với Đại học Việt Đức thì có chấp nhận, có vậy sẵn sàng tiếp nhận sinh viên đến từ các trường đại học khác trong nước hay không? Và nếu như mà Việt Đức mà rộng cửa thì sinh viên của các trường đại học trong nước thì có cơ hội được tiếp cận và học tập tốt hơn, thì đó cũng là cái mẫu hình tốt cho các trường đại học trong nước. Tôi xin hết, xin trân trọng. Thank you. So, Professor Ander, hello? Can you hear us? Professor Ander.
Oh, are you hearing us? Yes, I can hear you. And hearing, because sometimes we speak Vietnamese, sometimes we speak English, so whether the translation is clear to you? Yes, it's clear to me. I was not aware that okay, this... Okay, and Dr. Franks? Yes, okay, good. I heard thank everything. You. Yeah, so thank you. he have two questions. One's about Redis and Redis transfer and Redis recognition. So I think you will answer that point. But for VGU side, I just explain you very quickly. Yes, we are applied ECTS model, but CB is just short names Redis point. Về cái vấn đề thứ hai anh hỏi là trường Đại học Việt Đức có mở cửa cơ hội cho các sinh viên các trường khác hay không, thì cũng nói luôn là chúng tôi luôn luôn mở cửa, không có đóng. Ngay cả sinh viên các trường đại học khác thì cũng có một số em nó đến trường để nó làm đề tài tốt nghiệp. Tuy nhiên để mà nó tham gia học tập hoặc là nghiên cứu ở trường Đại học Việt Đức thì nó phải cần có những cái điều kiện cơ bản, ví dụ như cái khả năng sử dụng tiếng Anh. Nếu nó không sử dụng tiếng Anh thì được thì không ai dịch cho nó cả. Còn đối với toàn bộ sinh viên thì của trường thì để mà vào trường học thì phải đạt cái tiêu chuẩn đầu vào. Hồi nãy trong cái bài trình bày thì tôi không nói cái phần này. Cái đó là một nguyên tắc bất di bất dịch. Bất di bất dịch, đúng không? Chứ còn sinh viên các trường khác vào thì sẵn sàng thôi. Và trong năm tới mà khi chúng tôi mở về cái khuôn viên mới thì cái điều kiện cơ sở hàng nó tốt hơn thì cũng rất sẵn sàng tiếp nhận sinh viên các trường khác đến làm internship. Bây giờ tôi chưa tính tới cái việc đó, nhưng mà bởi vì các cái sinh viên mà đến trường nó làm đề tài tốt nghiệp thì không phải trả phí rồi. Vì thường nó làm cho các dự án của các thầy giáo thì nhiều khi các thầy phải lọc trò nữa. Đúng không? Đó. So, next question to you. Credit and credit transfer and credit recognitions. Dr. Frank. Yes, thank you very much for that question. As you might know, ECTS is about 25 to 30 hours of work for the student. I'm actually not knowledgeable about the Vietnamese system, so I think that might be best question for Dr. Nadine, if she is still there, on how they managed with the accreditation with ASI in there. In that case, I can just give you a hint. I'm not, I would say, personally an expert in the credit transfer systems. I know that within the SHARE project, though, there has been the credit transfer system called AECTS, so ASEAN Europe Credit Transfer System. So maybe that's something you can look into also, just as a hint. Thầy Trắng có thể giải thích thêm. Dạ, xin trả lời anh là ở Việt Đức thì sử dụng hệ thống hoàn toàn là ECTS. Có thể là anh đọc ở trên mạng thì GCP, chỉ là viết tắt thôi. Thì cái hệ thống đó với hệ thống của Việt Nam là nó khác nhau. Thì của Việt Nam thì cái một chỉ thì nó bằng, hình như là em nhớ là bằng phân nửa cái thời lượng của ECTS. Cho nên tổng số nó sẽ là nhiều hơn, rất là gấp đôi. Thì khi mà thiết kế cái chương trình, ví dụ chương trình ECE của Đại học Việt Đức và sau đó được kiểm định bởi ASEAN đó, thì các giảng viên cũng cân đối để nó hợp lý cho cả hai bên luôn. Hợp lý cho cả hệ thống ECTS là nó vừa đủ cho chương trình đại học, và cho hệ thống Việt Nam cũng hợp lý cho cái chương trình học ở Việt Nam. Tính trên cái thời lượng học và cái công sức mà bỏ ra của sinh viên đó. Thế thì mặc dù cái số lượng là tính chỉ là nó khác nhau, nhưng mà cái công sức và cái thời lượng của sinh viên bỏ vô học ở tại trường và ở nhà nó sẽ gần như là tương đương. Dạ không. Dạ không. Tức là tổng số cái thời lượng mà học cho một chương trình đại học thì nó tương đương với nhau. Có nghĩa là cái số tín chỉ Việt Nam phải gần như gấp đôi. Đúng rồi, 240. Và trong quy chế đào tạo của Đại học Việt Đức thì cũng có quy định về chuyển các môn học, thì nó sẽ có một cái ban khảo thí, thì sinh viên mà muốn chuyển điểm ở trường đại học khác, ở các nước khác, thì sẽ nộp vào cái mô tả của cái môn học đó,
ở cái sinh viên mà học ở cái trường đó đó thì ban khảo thí này sẽ xem xét là học có tương đương hay không để xem xét xét duyệt ạ. Dạ. Cái đó nó có một cái tức là có một cái hệ thống để mà so sánh tương đương. Ví dụ tùy anh học ở quốc gia nào. Ví dụ anh học ở châu Âu rồi thôi không nói rồi. Nhưng mà nếu anh học ở hệ thống Anglo-Saxon hoặc là số quốc gia khác thì phải dựa vào cái quan trọng là cái chương trình đào tạo và cái syllabus đó. Và hai là cái khối lượng mà anh học thì dựa trên cái cơ sở đó thì mới xác nhận là ví dụ cái môn đó thì anh học bên kia là chỉ bằng một nửa của trường đại học Phước Đức hay là bằng trường đại học Phước Đức là học nhiều hơn đó. Thì lúc đó mới công nhận được là bao nhiêu tín chỉ anh đã hoàn thành ở bên kia và anh cần phải bổ sung kiến thức như thế nào. Thật ra cái nguyên tắc đó nó chỉ là một cái điều rất đơn giản của nguyên tắc đảm bảo chất lượng thôi. Cuối cùng là thế, chứ không phải là nó tạo ra rào cản. Có thể chia sẻ để làm mẫu cho em có thể tham khảo đúng không ạ? Cái này chắc Huy kiểm tra xong là nếu mà chia sẻ được cái gì anh trao đổi với anh Huy phó phòng đào tạo ha. Dạ, cái đó sẵn sàng, cái gì mình có thì rất sẵn sàng chia sẻ thôi. Okay. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, hồi sáng em có đặt câu hỏi rồi nhưng mà xin phép hội nghị cho em hỏi thêm một lần nữa. Có 3 câu hỏi thầy ạ. Em là Nguyễn Thị Mỹ Hương đến từ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, cũng là trường đại học trực thuộc Đại học Đà Nẵng và trong cái theo một cái phương thức quốc tế hóa giáo dục đại học cho khu vực miền Trung. Thì VNUK thành lập đến nay là cũng 5 năm và từ 2014 đến nay là 6 năm. Tuy nhiên là vẫn vận hành theo cơ chế hoàn toàn của một trường đại học công lập. Thì để và hôm nay cũng rất là thú vị, hai ngày nay được nghe các thầy và đặc biệt là thầy Viên trình bày phần cuối cùng thì VNUK cũng học hỏi được rất nhiều. Có rất nhiều câu hỏi nhưng có 3 câu hỏi xin mong thầy chia sẻ. Thứ nhất là liên quan đến quản trị đại học. Thì luật giáo dục đại học mới cũng có tiếp thu rất nhiều cái kinh nghiệm của Đại học Việt Đức. Tuy nhiên cũng có những vấn đề, những nội dung còn lại chưa được tiếp thu do những cái khó khăn trong quá trình thực thi cũng như là cái tính phù hợp và văn hóa. Thì thầy có thể chia sẻ những một nét mà quan trọng nhất trong cái mô hình quản trị đại học mà riêng đang được áp dụng riêng tại Việt Đức mà thầy cho rằng cần thiết nên thực hiện nữa ở các trường Cascade, ở các trường đại học khác ở Việt Nam để nó giúp cho việc nâng cao cái khả năng trở thành đại học xuất sắc. Thầy Viên hiểu ý em nói thầy ạ. Ngoài trong cái luật giáo dục đại học là đã tiếp thu rất là nhiều cái bài học, nhưng có điều gì riêng có của Đại học Việt Đức mà thầy cho rằng là rất cần thiết để nâng cao chất lượng của các trường đại học Việt Nam. Nội dung thứ hai á, là liên quan đến việc thu hút tài năng thì lúc sáng cũng đã hỏi rất là nhiều. Nhưng em có thể thấy được rằng là Đại học Việt Đức là được hình thành một cách độc lập. Trong khi đó là Việt Nhật và Việt Anh học hỏi từ hai bài học của Việt Đức và Việt Pháp. Vì vậy mà Việt Nhật đã nằm trong Đại học Quốc gia Hà Nội và Việt Anh thì thuộc Đại học Đà Nẵng. Thế thì tuy nhiên Việt Đức là đi ra rất là sớm và phát triển độc lập. Nên bản thân em nghĩ là có rất là nhiều cái khó khăn trong việc thu hút tài năng. Thì trong những năm đầu điều gì đã là một cái nhân tố quan trọng để thầy thu hút được cái lực lượng mới? Bởi vì theo quy định của trường là phải là tiến sĩ mới trở thành giảng dạy. Thì đội ngũ đó là đến từ đâu? Đặc biệt em được thấy là 80% là đội ngũ Việt Nam. Một câu hỏi rất quan trọng nữa là thầy có thể chia sẻ hiện nay mình dùng đội ngũ giảng viên của mình là bao nhiêu phần trăm là cơ hữu và bao nhiêu phần trăm là thỉnh giảng? Và cái tỷ lệ phần trăm này theo em nghĩ là rất quan trọng. Và câu hỏi cuối cùng, 6 đến 8 năm cho một chương trình đào tạo. Trong khi đó, Đại học Đức thì những chương trình của đào tạo của họ rất là tốt và đã được có rất là nhiều năm. Thế thì khi áp dụng vào Việt Nam thì vấn đề của em, theo em nghĩ nó không phải là bản thân xây dựng chương trình đào tạo mà vấn đề nằm ở delivery. Thì nó có khó khăn gì để mất phải 6 đến 8 năm cho việc delivery và áp dụng ở Việt Nam như vậy? Dạ. Có câu hỏi thì tôi trả lời được, có câu hỏi thì tôi sẽ trả lời riêng cứu chị với chị, chứ còn trả lời đại chúng thì tôi không trả lời được, nghe không? Đó, mà trả lời bây giờ thì nó là không sâu. Về cái quản trị đại học á, và cái gì mà nó quan trọng á, theo tôi cái vấn đề chính ở đây là cái nhận thức và thực thi cái năng lực tự quản. Cái self-governance nó vô cùng quan trọng. Bởi vì mà khi mà chúng ta nói thôi nhưng mà chúng ta thực thi nó không có đơn giản thế nào cả. Đó. Bởi vì khi mà chúng ta nhận thức được trách nhiệm, chúng ta ra quyết định thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với cái chuyện chúng ta ra quyết định.
Chứ không phải anh thằng ra quyết định mà anh thằng chịu trách nhiệm. À, cái tiếp theo là chúng ta nói về vấn đề giải trình, trách nhiệm giải trình. Giải trình không phải là lãnh đạo giải trình, mà giải trình là tất cả mọi thành viên của đại học đó phải có trách nhiệm giải trình. Từ thầy giáo, cán bộ quản lý hành chính, lãnh đạo cho đến sinh viên. Đó, nên chúng ta cần thay đổi cái cách tiếp cận và nhận thức về giải trình. Hai yếu tố đó nó sẽ quyết định. Và khi mà chúng ta có cái văn hóa đó chúng ta build up được đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc cải cách, thay đổi cái quản trị. Bởi vì cái quản trị của chúng ta hiện nay trong trường đại học vẫn còn hierarchy rất là kinh khủng. Đó tôi nói thẳng nè, không? Bởi vì tôi cũng phải dưới đất tôi chui lên, nên là tôi biết đã vốn ở trong đại học thì hiểu chuyện đó. Về cái vấn đề mà chị hỏi là cái sự phù hợp về văn hóa hả? Cái vấn đề về thu hút tài năng. Thật ra hôm qua giáo sư Tyler ông có nói không thể xây dựng một cái đại học mà một ngày nó trở thành danh tiếng và tốt được. Mà cái thu hút ấy, nó có nhiều vấn đề. Lương là một điều kiện, nhưng mà còn điều kiện làm việc và cái danh tiếng. À, nên những năm đầu trường bắt đầu tuyển giảng viên thì gặp vô cùng khó khăn. Đúng không? Và thường thì lúc đó thì khi tôi nói đây không có thầy nào đứng về nói lại với bộ nhé. Là lúc đó là ở bộ là yêu cầu là bảo là ông phải về ông hạ chuẩn xuống, tuyển thạc sĩ vào, rồi vài bữa đào tạo lên. Nhưng mà ở trường là kiên quyết không thay đổi cách tiếp cận, bởi vì chúng ta không thể đào cái quality. Và trường phải phát triển nó có một lúc nào đó để người ta thấy được ở nơi đó là hơi nơi chúng ta muốn đến và làm việc. Chứ còn không có ai thánh tướng gì mà có cái chiến lược gì mà nó thánh thần gì mà nó làm thay đổi được đâu. Nên nó phải có quá trình. Đó, có quá trình. Và đối với tất cả những anh em làm trong đại học, ai cũng khát khao có một môi trường làm việc cởi mở và nơi đó có thể phát huy cái năng lực sáng tạo tối đa. Đó. Cái đó cũng là một cái rất là cần thiết. Tôi không dám mời một số thầy cô giáo của trường hiện nay, nhiều khi ông nói ngược lại nó không đúng ý, nó làm hỏng hội nghị. Rồi còn câu nữa tôi quên, tôi không nhớ. À, cái 6 đến 8 năm á, thật ra cái chính là nó nằm ở cái chỗ là rất khó tuyển giảng viên. Rất khó tuyển giảng viên. À, nên là hiện nay có thể là ở Việt Nam là chắc là chỉ có trường đại học Việt Đức là giảng viên 100% là tiến sĩ thôi. Và cái nguồn đến từ đâu? Thì hiện nay cái nguồn thì trong nước, ngoài nước cũng có. Giảng viên ở trường đại học Việt Đức thì chúng tôi tuyển theo cái quy trình tuyển dụng quốc tế nên là không có giới hạn quốc tịch. Đó. Tuy nhiên với cái điều kiện của chúng ta và cái chi trả của chúng ta nó không có tính cạnh tranh với những cái đại học khác. Cái đó là một cái rào cản rất lớn của các đại học khác. Cái đó của các đại học chúng ta và nhiều đại học chứ không phải là không. Đó. Chính nếu mà chúng ta có cái điều kiện tốt hơn ấy, thì chúng ta sẽ tuyển tốt hơn. Tuy nhiên có một số thầy cô người nước ngoài cũng đang là giảng viên của trường. Đang là giảng viên. Đồng thời cái đội ngũ của chúng ta phần lớn, không phải phần lớn, 100% cán bộ giảng viên ở trường đại học Việt Đức là đều tốt nghiệp ở nước ngoài vậy cả. Và họ cũng có thể là ở trường đại học này hoặc là họ đã học xong họ ở nước ngoài họ làm việc rồi đến khi họ nộp vào trường đại học Việt Đức. Đúng không? Cái việc tiếp theo là tôi nhớ cái này không thể quên được cái chuyện mà cô có bảo là trong đại học quốc gia, ngoài đại học quốc gia đó thì thật ra đây là một câu chuyện nó khá dài mà chỉ có ngồi với cô cả buổi uống cà phê thì mới nói hết, cái này không giải thích được đâu. Rất xin lỗi cô là tôi không trả lời câu này. Dạ, xin cảm ơn cô ạ. Dạ, mời anh Việt ạ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi đây là Đinh Hành Việt, cũng đến từ Đạp Đà Nẵng, Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Tôi đã tham gia các cái chương trình của ông Frank ở đây. Rất cảm ơn ông Frank, hôm nay ông đã trình bày rất nhiều vấn đề về đảm bảo chất lượng. Tôi sẽ có câu hỏi với cô Nadine. Tức là cô có nói là cái chương trình của mình đánh giá hơn 700 triệu. Thì xin làm rõ lại cái đấy là cho chi phí cho 3 chương trình hay là cho 1 chương trình. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn ASIN của mình ấy,
thì nó có yêu cầu là mình phải cho 3 chương trình, ok. Như vậy trên 700 triệu nhưng cho K3. Như vậy là ok. Rồi, thứ hai nữa là cái IC này thì có yêu cầu là phải đúng chuyên gia, cái người đúng ngành đó vào kiểm định cho cái ngành đó, hay là chung chung. Ví dụ như chúng tôi làm kiểm định IUNQA thì chúng tôi thấy có một cái nhược điểm khi làm IUN ấy, là nó chỉ mang tính chất hệ thống chung IUN, cái gọi là PDCA thôi. Cho nên là có thể cái người không phải cái ngành đó cũng vào kiểm định. Thì tôi rất muốn quan tâm đến cái ASIN là có đúng người của chuyên ngành vào kiểm định hay không. Và người ta có đo lường cái mức đạt được chuẩn đầu ra, các cái chuẩn đầu ra của chương trình học trình, tức là cái Program Learning Outcomes hay không? I see hay ạ. So please, your turn. I'm not sure I understand the question properly. You asked about the subject areas of ASEAN. So the evaluator, whether they have the same background with the major or programs. The peers from ASEAN. Yeah. Yeah. So the peers from ASEAN in our case were two from the subject areas and one was from industry. Okay. Yeah. Good. Thank you. Oh yeah, I already told him it's for 3 programs, not for 1. That was the first question, yes. Yes. Program outcome, learning outcome, whether they evaluate or they measure or not. Of course, that was one of the most important things, and they again and again asked the questions, do the learning outcomes and, for example, the assessment methods fit well together, do the teaching methods and the learning outcomes fit together. That is one of the critical points of the accreditation assessment, if these 3 things fit well together. And for one of our programs, they said they gave us a recommendation that we can improve it. Okay. Which, so let I have one question to Professor Under. Because I see the figure you presented that every year till Darmstadt has around 500 million euro for operations and for research. But here the university, I think for big university, they have around less than 50 million US dollars for all. So what kind of advice you can advise the Vietnamese university to enhancing their research capacity? Because when we are talking about quality of the study program, very much strong shaped by the research outcome. So what advice you can share with us? I think still many university management sitting here. Thank you. Yeah, thank you very much for this very interesting question. The question is easy, the answer is quite not easy. However, my recommendation would be, first, from a strategic point of view, VGU has to develop a research profile. That means you have to define the areas of research where you want to become visible worldwide. This is very important. I mean, the area of research is very, very wide, and nearly every discipline in science is able to perform some research. However, as a university, you have to concentrate. You cannot become world champion in all scientific disciplines. But you have to clearly select and clearly define the areas of research where you are aiming at a worldwide visibility. This is the first
approach. The second approach is you will become successful in research with the right people. That means you need to select the professors, you need to select the researchers, and even more important, you have to select your students, because in the end, in a couple of years, the students will become assistants, and then they will become the professors, and then they will start to contribute to the acknowledgement of VGU. And it's very interesting, if you are visible in one area of research, you will become quite successful in getting more research funding. And as I mentioned before, the research funding enables to perform world-class research. And then, of course, you have to directly implement the research results into your curriculum, into your teaching programs, because this then attracts the next generation of students again. And so it's a self-increasing system which you have to establish. And of course, you cannot start with 250 million of euros funding. VGU is how old? 12 years old. And of course, you are still in the startup phase. And nevertheless, it's very important to define such a strategy, in particular with respect to research. And a very strong recommendation is you should invest quite a lot of effort in selecting the right people on the professor's level, on the researcher's level, and also on the student's level. Okay, thank you. Yes. Yeah, just to add to that, I mean, for Vietnam, as you know, the research R&D public expenditure as share of GDP is 0.4%. And that doesn't compare very well with what the professor was saying about Germany, right? At least 3.13. I don't know if that includes private and third-party expenditure. Third-party expenditure, I would think the public expenditure would be much more than what Vietnam is spending. So one solution is to ask for more from the government, and they should do more. Okay, thank you. So, do you have any further questions? So, okay, thank you, Professor Ander. Thank you, Frank. Thank you. Yeah, and see you very soon. Thank you. Yeah. Hope to see you soon in person again. Bye-bye. Yeah, in November, something like that. Yeah. Okay, bye-bye. Stay healthy. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Stay healthy, yes. Bye. Thank you. Yeah, thank bye-bye. You. Chắc là bây giờ cũng là cái thời gian mà chúng ta phải nói lời kết thúc qua một ngày rưỡi làm việc vất vả với nhiều cái sự tham gia của các cái diễn giả cũng như là những cái đóng góp, những cái câu hỏi rất là xuất sắc và rất là thú vị của tất cả các anh chị tham gia hội thảo. Thì tôi nghĩ rất hy vọng rằng qua một ngày buổi hội thảo các
hài lòng với cái nội dung chương trình của hội thảo, với cái việc tổ chức của nhà trường và participant vào những dòng này, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai lâu hơn nữa vì cái sự phát triển của giáo dục Việt Nam, và có thể là bây giờ tất cả các diễn giả của chúng ta từ xa thì cũng đã ra khỏi hệ thống hết rồi.